y học dân gian là những phương thuốc thông dụng. Từ những loại cây trái trong vườn nhà có thể trở thành những phương thuốc vườn nhà cực kỳ đơn giản, nhưng chứa đựng hiệu quả cao trong việc điều trị các chứng bệnh thường gặp. Trong chuyên mục Dị thuốc quanh ta kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những bài thuốc hay từ cây sung và cây dâu tằm ăn. Dâu tằm là loại cây được nhân dân ta nuôi trồng từ lâu đời. Sở dĩ có tên là dâu tằm vì công dụng chủ yếu của nó là để nuôi tằm, dệt lụa. Dâu tằm ăn có tên khoa học là Morus alba albis. Có 3 loại cây dâu. Dâu lâu năm cho quả tròn được trồng ở vùng Lái Thiêu, Cái Mơn. Dâu tây trồng ở Đà Lạt và dâu tằm ăn trồng đại trà ở nhiều nơi trong nước. Với ngành thuốc nam, dâu tằm ăn được gọi là tan ngọc vì toàn thân cây, vỏ, lá, trái dâu và đến cả con sâu đục ruột cây cũng được dùng làm dị thuốc. Cây dâu tằm ăn được trồng nhiều ở tỉnh Lâm Đồng và được mọc quang hoặc trồng rải rác khắp nơi. Có nhà thường trồng một vài cây dâu tằm ăn vừa làm hàng rào vừa làm thuốc nam. Một số người cho rằng cây dâu có tác dụng kỵ tà. Dâu tằm ăn là loài cây gỗ lớn nhanh, có thể cao tới 15-20 mét. Thông thường cây sống từ 8-12 năm, nhưng nếu đất tốt và chăm sóc tốt thì tuổi thọ khoảng 50 năm. Theo đông y thì lá dâu tằm ăn được gọi là tan diệp, cành cây dâu tằm gọi là tan chi, vỏ rễ cây dâu tằm gọi là tan bạch bì. Cây tằm gửi trên cây dâu tằm ăn gọi là tan ký sinh. Anh Hương Ly, cho con hỏi là cái giác lá dâu tằm ăn này tỷ gì vậy? Lá dâu tằm ăn này nó có cái công dụng đó, là ví dụ như nó làm cho mát và nó làm chữa được chứng sốt. Thì nhưng mà nó đặc biệt có cái là nếu mà những cái lá cây non này á, thì khi người bị chảy máu cam người ta sẽ do thành nó là một viên, người ta sẽ nhét vào cái chỗ lỗ mũi bên chỗ nào chảy đó, thì nó sẽ có công dụng tức khắc, nó sẽ cầm máu trong cái dự mong muốn của mình, rồi nó có tác dụng là nhanh nhất. Còn cái vỏ dâu tằm ăn là tỷ gì vậy? Nói về đây là cái cành của dâu tằm ăn á, thường thường ta gọi là tan chi, còn hồi nãy cái lá này gọi là tan diệp. Thì trong cái tan chi của có công dụng là chữa đau xương khớp, khi mà nếu mà công dụng và liều dùng thì ta có thể là chặt khúc thành là 3-4 phân để phơi khô, rồi là có thể hạ sao khử thổ, rồi để mà uống một ngày thì có thể là từ 10 gram tới là sắc thành là còn một chén thì có thể uống trong vòng là 3-4 ngày, thì nó sẽ cái đau xương khớp này nó sẽ có cái tác dụng là nhanh nhất, nó gần như là một cái kháng sinh của một cái về cái đông y. Vỏ rễ hả? Nếu mà nói vỏ rễ của cái dâu tằm ăn, nó có một cái tác dụng đặc biệt của nó là vỏ rễ nó trị ho lâu ngày, có thể bị nôn ra máu, ho ra máu, thì có thể là nó có một cái tác dụng khi mà nếu mà mùa xài cái vỏ rễ cái dâu tằm ăn, khi mà ta đào lên ta phải là cạo bỏ những cái lớp vỏ bên ngoài, tức là những cái phấn ở ngoài của cái vỏ rễ cái dâu tằm ăn, thì ta sẽ cắt thành những cái đoạn nhỏ, rồi đó là để phơi khô, rồi sau hạ khử thổ có thể uống trong vòng đó là khoảng chừng là từ là 30 ml. Khi mà chúng ta đã sắc rồi thì có nghĩa là uống trong vòng là 1 ngày 2 lần thì có thể là nó trị được những cái chính như tôi đã vừa nói. Cái quả của dâu tằm ăn thì chọn những cái quả chín thì có thể là chúng ta ngâm rượu uống để làm cho tóc và là nó chậm là bị bạc, và đồng thời nó có cái tráng dương bổ thận tốt đối với cái quả của cái dâu tằm ăn. Nên những cái quả chín thì tôi cũng hôm nay tôi trình bày trước là quý vị như vậy, thì có thể là bởi vì ngày xưa tới giờ thì trong bà con dân gian mình cũng như các tổ tiên trước kia của mình là sử dụng cây dâu tằm ăn, nó có nhiều cái tác dụng là rất mong muốn, thì theo ý muốn của mình. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé.
Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuộc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.